chào các bạn. Hôm nay mình xin mời các bạn đến trung tâm thể nghiệm siêu thị Vinhome HC Hải Dương. Tại đây thì với không gian trưng bày rộng và đầy đủ các mẫu mã, các bạn có thể dùng những không gian rất là lớn để các bạn lựa chọn khi đi mua sản phẩm. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến một không gian cổ của hãng Samsung. Về thương hiệu Samsung đi đầu về thị trường điện tử, điện lạnh cũng như điện máy trên toàn thị trường thế giới. Và những dòng sản phẩm, những dòng tủ lạnh nhỏ, lấy nước uống và lấy đá rơi, đặc biệt là cái model này, cái model mới nhất, thế hệ mới của Samsung. Thì cái mẫu này là cái mẫu mới về chương trình máy móc hiện đương. Khi mà bạn quan sát và cảm nhận sản phẩm, mẫu sản phẩm này thì là mẫu sản phẩm mới nhất của năm nay, với kỷ niệm 5 sao và xuất xứ là tại Việt Nam. Dung tích sử dụng là 307 lít, dung tích rất là rộng, với gia đình khoảng 45 người có thể là đáp ứng được những nhu cầu cơ bản như để thực phẩm, rau củ quả và làm đá. Cái không gian đá thì tủ này rất là rộng, hơn 200 lít, 227 lít, rộng tương đối hơn so với các dòng tủ thông thường của các hãng còn lại thì thường bằng những xin mời các bạn theo dõi không gian bên trong. Về không gian bên trong của tủ ấy, thì trong tủ này, của Samsung thì tích hợp đầy đủ các công nghệ cao cấp nhất trên thị trường. Thứ nhất là các nước uống ngoài, thứ hai nữa là cái công nghệ của mùi của quẩn, thì mình xin đưa đến các bạn chi tiết của từng cái tính năng. Một, thứ nhất là công nghệ lấy nước uống ngoài của Samsung, thì để các bạn sẽ hình dung thì cái thiết kế cái nút ấn nước ở cái vị trí đứng rất thoải mái để mình có thể ấn nhẹ và nước sẽ tự động bơm ra để mình lấy nước uống ở bên ngoài. Ở bên trong này là không gian dự trữ để cấp nước, thì nó rơi vào 2 lít nước. Thì các bạn có thể là khi mà tủ báo hết nước, các bạn có thể cung cấp thêm và có thể là đổ nước trực tiếp thì khi mà mình vặn cái lấy này ra. Về công năng của cái tủ ấy, dòng tủ lạnh này là cái công nghệ đột phá nhất của tủ, là gồm 2 công nghệ. Thứ nhất là cái công nghệ làm lạnh vòm. Công nghệ này làm lạnh vòm tức là khi mà cái không gian trong tủ làm lạnh lưu thông đa chiều, công nghệ làm lạnh vòm này nó sẽ giúp cái không khí lưu thông đều tủ và giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn so với các dòng tủ phân khúc cùng loại trên thị trường. Thứ hai nữa là công nghệ ngăn đông mềm. Các tin ngăn đông mềm ở Samsung ấy, nhiệt độ lạnh ở ngăn đông mềm này nó âm 1 độ C. Cái ưu điểm của ngăn đông mềm như các bạn đã biết thì ngăn đông mềm duy trì nhiệt độ đông mềm lý tưởng âm 1 độ thì bảo quản bơ, thịt cá rất là tươi ngon và thực phẩm không cần giã đông khi bỏ ra chế biến, sẽ giảm cái thời gian nội trợ lỗ lớn, không mất thời gian để chờ. Cái thời gian bảo quản ngăn đông mềm nó rơi vào từ 3 đến 5 ngày, thậm chí với nhiều thực phẩm nó rơi đến hàng tuần. Các bạn yên tâm để sử dụng cái ngăn đông mềm này hoàn toàn là hợp lý. Cái ngăn đông mềm này thì mình sẽ quan sát cái không gian rất là rộng, mình có thể để gà, cá và bơ theo cái không gian dự trữ thực phẩm rất là rộng. Điểm đặc biệt của dòng tủ Samsung thì tích hợp cái công nghệ inverter. Công nghệ inverter là máy nén bảo hành 10 năm thì toàn tủ là bảo hành 2 năm cho toàn tủ. Với chế độ bảo hành thì Samsung là hãng đầu tiên trên thị trường áp dụng những công nghệ bảo hành điện tử. Khi mà các bạn mua các sản phẩm của Samsung thì trên hệ thống Samsung sẽ kích hoạt bảo hành theo cái thông tin đơn vị bán cung cấp và các bạn không cần giữ lại cái bảo hành. Không gian bên trong tủ này thì để các bạn giữ sử dụng thì ngăn rau củ rất là lớn, mình có thể để rau củ cả quả hoặc là cà chua và hơi ngăn này. Ở hai bên hông này mình có thể để trứng. Ở trên này mình có thể để những đồ ăn ăn trong ngày hoặc là bảo quản một tuần đổi lại, hoàn thoải mái và rất là lâu. Trong tủ là tích hợp các khay kính chịu lực tối đa thì lên đến khoảng sấp xỉ 100 kg. Mình có thể là quan sát trong này. Rất là rộng và theo nhiều
Nhiều cái khay thì mình có thể cho lên cho xuống tùy theo mức độ sử dụng của gia đình. Bình thường đi ở nhiệt độ của ngăn mát thì như các bạn đã biết là nhiệt độ dao động từ 1 đến 7 độ C. Đây là cái ngăn điều chỉnh ngăn mát. Thì khi mà bạn điều chỉnh ngăn mát ấy, thì tủ Samsung thì đã tích hợp cho các bạn để cho các bạn dễ hiểu. Khi mà thời tiết mùa hè các bạn sẽ gạt hết sang bên phải tay của các bạn thì nó sẽ làm lạnh nhanh nhất và nó sẽ tăng cái độ làm lạnh của tủ. Và khi mà các bạn gạt mạnh sang ngăn bên trái nó ở cái mức mà bảo quản thì sử dụng cho mùa đông thì không cần làm lạnh quá nhanh và khi nó sẽ giữ được cái tủ lạnh theo không gian bảo quản và theo thời tiết. Ở mức trung bình này thì các bạn để cái lượng đồ vừa phải thì các bạn sử dụng ở mức trung bình này. Cái bộ lọc than hoạt tính này nó sẽ giúp cho cái thực phẩm của mình hạ cái mùi và vi khuẩn, diệt khuẩn và nó giúp cho cái tinh lọc cái không khí ở trong tủ này và mình sử dụng cái thực phẩm nó không có vi khuẩn và cái mùi trong tủ lạnh. Nói về ngăn đông của tủ lạnh, ngăn ra dưới thì ngăn đông này nó sẽ rộng hơn, nó rộng đến 92 lít. Thì so với các ngăn của các dòng tủ khác ấy, thì nó chỉ rơi vào tầm để những đồ đông lạnh ở dưới này và có thể làm đá ở bên trên này. Bên trong này là cái hộp mình có thể là bỏ ra cho các bạn xem. Bên trong này là hộp để mình có thể là làm đá để bằng tay. HC là một trong những hệ thống siêu thị điện máy mà nhập khẩu cái dòng tủ lạnh này là đầu tiên. Nên các bạn yên tâm về hàng hóa và cái chất lượng sản phẩm thì mình luôn luôn đi đầu về chất lượng để phục vụ các bạn được tốt nhất. Sở dĩ dòng tủ lạnh này đang là một bước một đột phá của Samsung bởi vì đối với những dòng tủ lạnh thì tủ lạnh ngăn đá ở bên dưới nó là một ưu thế rất là lớn để cho những người nội trợ, những người sử dụng có thể có tư thế mở rất là thoải mái. Thông thường thì mình mở ngăn mát và ngăn đông, nếu mở 10 lần thì mở ngăn mát 8 lần chỉ ngăn đông 2 lần. Còn khi các bạn sử dụng dòng tủ ngăn đá dưới nó sẽ thuận tiện cho tư thế mình nhất của mình thoải mái và nó sẽ làm cho mình có thể cúi xuống lấy đồ rau củ quả dưới ngăn mát như dòng tủ thông thường. Hôm nay thì mình đã chia sẻ những tính năng của dòng tủ lạnh về Samsung. Xin cảm ơn các bạn.